Nắng, nắng như nung, bà con nông dân hoang mang vì mùa khô thiếu nước. Cây cà phê khô héo suy kiệt. Đã có đầu trong mùa khô, giải pháp tối ưu cho cây cà phê. Đầu trong mùa khô giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụng trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn giá rét. Đầu trong mùa khô gửi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây thì phong trào trồng cây có múi đã phát triển rầm rộ ở rất là nhiều khu vực khác nhau. Ở miền Tây, ở miền Đông, Nam Bộ của chúng ta thì đã có cái phong trào trồng cam quýt và các cái loại cây có múi rất là phổ biến, và tại Bình Phước của chúng ta cũng vậy. Và làm sao để có thể trồng được một cái vườn cây đảm bảo năng suất, chất lượng, mẫu mã đẹp, đó là cái điều không phải là người nông dân trồng quýt nào cũng có thể làm được. Bởi vì thật ra thì đây là một cái loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng cái khâu chăm sóc và làm sao đó để đảm bảo dinh dưỡng cho vườn cây trong suốt cả quá trình mang trái là một cái vấn đề mà ít được bà con chú trọng. Và chương trình Cùng Đầu Trâu Làm Giàu kỳ này thì chúng ta sẽ cùng ra đồng cùng với các diễn giả và bà con nông dân để cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm làm sao đó để đảm bảo dinh dưỡng cho cây trong quá trình nuôi trái. Nhưng trước hết thì Hưng Cát xin được mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan thực tế ở một vườn cây trên địa bàn ấp 8, xã Bào Cam, Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước quý vị nhé. Đây là vườn quýt đường 7 năm tuổi của nông hộ Lương Minh Tờ, ngụ tại ấp Bù Cam, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Gắn bó với cây quýt đã được 7 năm, trong đó đã thu hoạch 4 vụ, nhưng chưa năm nào ông Tờ cảm thấy hài lòng vì năng suất chưa cao, chất lượng trái chưa đều, chưa đẹp và quan trọng nhất là chưa ngon lắm. Khâu chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng cho cây quýt đường sao cho hợp lý là điều ông Tờ cùng nhiều nông hộ trồng quýt đường ở Bào Cam băn khoăn. Cây quýt là loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi trổ bông cho đến khi thu hoạch rất dài, thường từ 7 đến 10 tháng tùy theo giống và kỹ thuật canh tác cũng như là điều kiện môi trường. Thế nhưng ông Tờ chỉ biết làm theo kinh nghiệm là chính. Hễ thấy bụi nào phát triển kém thì ngay lập tức bón phân, cả vô cơ lẫn hữu cơ. Cách làm này vừa tốn nhiều chi phí lại không đem lại kết quả như mong muốn. Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, một người luôn gắn bó với bà con nông dân, thì cây có múi nói chung và đặc biệt là cây quýt rất cần hấp thu chất dinh dưỡng quanh năm, nhất là thời điểm ra lá, ra đọt non, ra hoa đầu trái. Mỗi giai đoạn cần phải được cung cấp nhiều dưỡng chất với liều lượng hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, đa phần bà con nông dân lại bón phân một cách tùy tiện. Ngoài ra, việc quản lý dịch hại trên vườn cây có múi cũng ít được lưu tâm. Đây thật sự là một điều bất cập trong quản lý vườn cây có múi của bà con nông dân ở xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài. Sau khi được hướng dẫn cụ thể về cách nhận biết, phát hiện các loại sâu bệnh hại, chia sẻ thêm về cách thức bón phân, việc bổ sung các yếu tố đa trung vi lượng, nhà nông Lương Minh Tờ đã được giải đáp những thắc mắc ngay trên vườn quýt của gia đình. Thưa ông tiến sĩ, đối với cây có múi thì từ lúc trồng cho đến lúc có trái thì lúc cây con thì bón phân thì thế nào cho hợp lý, mà đến khi nuôi trái thì bón phân thế nào cho hợp lý? Với cây trái nói chung hay là cây cam quýt nói riêng thì cái việc mà gọi là bón phân giai đoạn đầu quan trọng lắm. Người ta gọi là giai đoạn kiến thức cơ bản. Khi nó chưa bói thì lúc ấy vấn đề là đào hố, chúng ta phải đào đúng hố, đúng kích thước. Và hai nữa là chuẩn bị phân, cái bón nền ấy thì chúng ta phải có đầy đủ phân hữu cơ, có cả vôi để khử chua, rồi có cả phân lân để kết thúc dễ. Chúng ta trộn với cái đất của trong cái hố đào lên ấy, chúng ta trộn đều lên, chứ không phải là đất ra đất và phân ra phân. Chúng ta trộn đều, chúng ta xuống, bắt đầu chúng ta trồng. Và ở những vùng đất này thì chúng ta phải chú ý cái kỹ thuật trồng để làm sao cho nó không bị sâu quá mà cũng không bị trồi quá. Sau khi bón rồi thì cái cây mà chưa bói giai đoạn đấy thì việc tăng trưởng sinh khối rất quan trọng, nên là cứ một tháng chúng ta bón phân ure hoặc là thay đổi với SA một lần, và ba tháng một lần chúng ta bón 20-25 nhé. Để khi và bắt đầu khi nó bói trái rồi thì bắt đầu cái giai đoạn là như cụ thể cái vườn chúng ta đây, thì cái câu hỏi đặt ra là nếu giai đoạn nuôi trái thì kỹ thuật mình bón như nào cho nó bảo đảm. Thì ví dụ cái thời gian nuôi trái chúng ta có thể là 4-6 tháng, chúng ta ví dụ thế đây, thì chúng ta lại chia đôi nó ra, 2-3 tháng đầu thì chúng ta làm sao bón để cho trái nó to ra, chống rụng trái và trái to ra, khoan nó ngọt, khoan nó nặng. Thế cái giai đoạn nửa về sau thu hoạch ấy, thì lúc ấy trái nó to rồi, nó tiếp tục to nữa nhưng mà cái to của nó chậm hơn, thì chúng ta vẫn phải cho nó to, và nhưng mà cái quan trọng là nó phải nặng trái.
ngọt trái, không bị thối đít trái, không bị thối cuống trái, vàng chuống trái. Thưa ông tiến sĩ, là đối với cây có múi thì ngoài việc bón phân ra thì mình còn yêu cầu bổ sung thêm những phân trung vi lượng như thế nào? Sau khi hoa chỗ rồi, bông chỗ rồi, thụ phấn rồi, bắt đầu trái bằng hạt đậu xanh hoặc là to hơn nữa bằng hạt bắp, thì bắt đầu chúng ta phải bón phân nuôi trái. Lúc này chúng tôi nói là rất cần nó to trái, mà cần to trái thì cái lượng đạm nó phải cao hơn lượng kali. Cái số NPK bằng 3 số đấy, số thứ nhất nó là đạm, số thứ hai là lân, số thứ ba là kali, và cộng thêm cái TE hay cái gì đấy, đấy là trung vi lượng. Thì lúc ấy chúng ta phải chọn là giai đoạn đầu này thì cần đạm nó lớn hơn kali, đừng cho chắc trái vội thì nó to. Thì lúc ấy chúng ta có thể ví dụ ở cái phân bón ở đây chúng ta có những công thức nó là 20, 5, 10 năm của Bình Điền, Đầu Châu chẳng hạn. Ví dụ là 20 đạm, 5 lân thôi, không cần lân nữa, nhưng mà có 15 kali thôi. Chúng ta nuôi thế thì cứ một tháng có thể chúng ta bón một lần. Đến khi giai đoạn mà chúng tôi đã được phân nửa rồi đấy, phân nửa của nó rồi là giai đoạn cuối đấy, thì lúc ấy chúng ta chuyển sang cái này để làm sao cho chắc trái, đẹp mã ngọt trái, thì chúng ta sử dụng cái 10 năm, năm 20, tức là đạm thì có 10 năm thôi, lần vẫn cứ năm thôi, nhưng kali 20 thì là lúc ấy bắt đầu nặng trái mà đẹp mã. Và lúc này rất chú ý nhé, chúng ta phải bổ sung thêm canxi. Mà bổ sung canxi, cái đầu vụ thì chúng ta có thể bón vôi, bón chất cải tạo, nhưng cái giai đoạn cuối này nó phun lá là tốt nhất. Có thể chúng ta sử dụng cái phân bón lá mà nó có canxi, tức là thế này, nó vừa có trung vi lượng, vừa có lưu huỳnh, vừa có magie. Magie nó giữ cho bộ lá xanh, nhưng mà cái canxi quan trọng lắm. Mã trái đẹp là một, hai nữa không bao giờ bị vàng đít trái. Cây có múi mà khi vàng đít trái là chẳng qua các vị để nó thiếu quá. Thưa ông tiến sĩ, là trong cái thời gian mà bắt đầu từ lúc nuôi trái á, thì nhất là cái bệnh vàng trái chín sớm á. Ngoài ra thì bệnh mấy cái bệnh khác thì như bệnh thối rễ này, rồi là bệnh mấy bệnh ghẻ này là cũng có. Sâu bệnh thì anh có thấy là lúc nãy anh có nói là sợ nhất là cái vàng cuống trái và đúng cái rồi. Cái ghẻ. Cái ghẻ thì nó ghẻ cả lá, ghẻ cả trái. Thì đây là một loại ghẻ do vi khuẩn. Thì lúc ấy giai đoạn nó hay xảy ra giai đoạn mùa mưa. Thì chúng ta sẽ phòng trừ nó, có thể chúng ta mua những loại thuốc trừ nấm bệnh, trừ vi khuẩn mà ở dạng sinh học, và có thể là chúng ta sẽ trừ nó bằng cái loại thuốc khoa học của một số cái bà con kinh nghiệm ấy, thì có thể nó là cái thuốc là trừ nấm là Stagner hay là Ichatot hay là một số cái loại mà nó trừ nấm ấy. Rất thế, chúng ta ra, miễn là có những hãng, những công ty mà chúng ta thấy đã có quen rồi, có uy tín rồi, thì cái phần đấy. Thế và sợ nhất là cái giai đoạn này là chúng ta gọi là, người ta cứ gọi là vàng lá, xong đến vàng trái chín sớm. Cái này gì đâu, đấy là do một cái hiện tượng ở dưới rễ có vấn đề. Có thể là đất bị chua quá, nó làm cho rụng hết cái rễ, rễ non, rụng hết, không hút được dinh dưỡng, không hút được nước. Thế rồi nữa là có thể là bắt đầu xuất hiện cái loại nấm ở dưới rễ, nấm thối rễ, nấm Fusarium hay là Bitterium, nó đã làm cho thối rễ rồi. Thì lúc ấy không hút được dinh dưỡng, không hút được nước nữa, thì bắt đầu vàng lá. Mà vàng lá thì không dẫn dinh dưỡng được vào trái thì gọi là làm cho trái chín sớm. Đó, vàng lá thì chắc chắn phải chín sớm, mà chín sớm là rụng sớm. Đó, thế thì lúc ấy chúng ta phải luôn luôn chú ý, khi có hiện tượng rồi thì chúng ta phải mua những loại thuốc mà có thể trị được cái bệnh mà thối rễ nấm Fusarium ấy nhá, những cái thuốc nấm, và cũng có thể chúng ta sẽ lựa chọn những cái hãng có uy tín rồi mấy cái thuốc ấy để chúng ta trị. Và hai nữa, luôn luôn trong trường hợp ấy là chúng ta phải bón cả vôi, mà bón vôi không phải những cái vôi cục đâu, mà chúng ta mua, chịu khó mua cái vôi cục, xong chúng ta phải chúng ta tôi ra, tôi là gì, chúng ta cho nước nó sôi sùng sục đấy, xong nó cạn đi, nó giống như dạng bánh đúc hay là dáng bột trẻ em đấy, xong chúng ta múc cái đấy ra, chúng ta hòa với nước, loại nước vôi trong, chúng ta giống như cái nước chúng ta vo gạo đấy, chúng ta tưới, đấy là nhanh nhất, vừa là trị được, phòng được cái bệnh ấy, mà lại vừa là cung cấp canxi, vừa chống thối trái nhá. Đấy là chúng ta dự đoán. Thế còn một số đó, ở cái này thì có thể là trong cái cây có múi này chúng ta cũng phải đề phòng, luôn luôn cái đề phòng. Cái khó nữa là cái nhện đỏ. Đến khi chúng ta phát hiện nó trắng hết lá ra rồi thì ôi giời, lúc ấy thì chúng tôi bị nhện đỏ thì nó ăn xong rồi, nếu nó trắng lá chúng ta phải phát hiện sớm, bắt đầu có một vài lá hoặc là một vài cây có thì chúng ta phải mua cái thuốc chúng ta trị nhện đỏ ngay nhá, để chống. Rồi hai nữa, một cái nữa, bệnh nữa là bệnh một cái sâu nữa là sâu vẽ bùa.
cũng một đối tượng rất khó trị. Đúng rồi. Quan trọng chúng ta sớm. Và hai nữa, cái giai đoạn cùng với bưởi, cùng với cam quýt thì khi nó mới ra đọt mới đấy thì nó cũng cái nó có một loại sâu gọi là sâu nhúm lá. Nó nhúm vào nó kéo cái ngọn nó lại đấy. Xong trong ấy, trong một thời gian nó giống như con sâu vẽ bùa đấy. Đấy cũng chúng ta quan trọng là phải phát hiện sớm. Đi thực tế trên vườn cây có múi của bà con nông dân, chúng tôi nhận thấy khâu quản lý dịch hại tổng hợp còn hạn chế, thậm chí bà con còn sử dụng cả thuốc trừ cỏ ngay sát gốc cam quýt. Đa phần bà con trồng đại trà, mật độ khá dày lại không làm bồn để tưới nước, bón phân, quản lý cỏ dại. Đây là một hạn chế mà bà con trồng quýt nơi đây cần phải khắc phục. Thông tin thêm cho bà con được biết, hiện nay cả nước ta có tới 800.000 hecta cây có múi, giá trị kinh tế rất cao. Nhiều nơi thu 3 tỷ trên một hecta là chuyện bình thường. Thị trường xuất khẩu đi nước ngoài các mặt hàng cây có múi cũng đang rộng mở. Các chuyên gia nông nghiệp dự đoán cây có múi đang là một mặt hàng đầy tiềm năng. Hiện nay thì chúng tôi biết diện tích cũng đã tăng lên khá nhiều. Nhưng mà kỹ thuật thì ngoài những bà con ở miền Tây đã từng trồng cam quýt chanh rồi thì họ có kinh nghiệm. Còn những đồng bào ở ngoài Bắc vào hay là ở đây từ lâu năm rồi thì vẫn chưa có kinh nghiệm lắm. Vẫn còn phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên rồi một sâu bệnh vẫn còn bị hạn chế nhiều lắm. Thế thì việc mà là chúng ta phải làm sao cũng đã trồng cây có múi rồi nhưng mà phải làm sao bán được. Mà muốn bán được thì chúng ta không gì bằng là chúng ta phải trồng nó ngon, trái nó ngon, nó ngọt, mã nó đẹp và cái đặc biệt nữa phải an toàn nhé. Tuy nhiên, để đạt được mức thu cao, đạt tiêu chuẩn để thâm nhập các thị trường khó tính, đòi hỏi người trồng cây có múi phải nắm rõ chương trình chăm sóc cụ thể, chu đáo, khoa học và một chế độ đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, quản lý dịch hại tốt và không làm ảnh hưởng đến thiên địch có lợi. Đây cũng là những bước cơ bản nhất để hướng tới việc sản xuất cây ăn trái có múi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bộ Nông nghiệp đã ra cái quy trình trồng cây ăn trái hay trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, thì theo tiêu chuẩn Việt Gáp muốn khép bà con là mình phải trồng làm sao nó an toàn, nó sạch. Và hai nữa cũng có những kỹ thuật để mà quản lý phân bón, quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Làm sao bà con trồng thế thì vừa có lợi cho bà con là thứ nhất là bảo vệ cả sức khỏe cho mình, bảo vệ cho môi trường mình sống, cho cả cái nước ngầm mình ăn xài. Và hai nữa, cái sản phẩm là trái cây, dù là cây có múi hay những cây khác, theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, thì nó sạch hơn, an toàn hơn. Và như vậy thì người tiêu dùng người ta mới nhận thức rằng là ông này, cái cam của ông, cái quýt của ông đã trồng theo Việt Gáp ở đây thì ít nhiều nó cũng bảo đảm được cái an toàn. Hơn nữa thì chúng ta có thể đạt cái tiêu chuẩn cao hơn nữa là có thể tiêu chuẩn của Global Gap, là tiêu chuẩn nó tầm cỡ thế giới rồi. Rồi hai nữa, để mà bảo vệ một cách sức khỏe và môi trường và để canh tác bền vững thì chúng tôi, những nhà chuyên môn về khoa học đất phân cộng với Bộ Nông nghiệp, cộng với Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ đang hướng tới bà con nông dân chúng ta chuyển dần sang gọi là nông nghiệp hữu cơ hay là canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Tức là làm sao sẽ giảm thiểu bón phân hóa học, giảm thiểu thuốc hóa học và đi đến triệt tiêu là không xả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa học nữa mà sẽ sử dụng cái thuốc sinh học, thuốc bảo vệ bằng chiết xuất từ thảo mộc. Nó an toàn hơn. An toàn ngay, chúng ta có thể xịt xong một cái là ngày hôm sau hoặc là buổi sáng xịt buổi chiều vẫn ăn được. Không sao hết. Vừa bảo vệ sức khỏe cho người canh tác mà lại vừa bảo vệ được cho người tiêu dùng. Và cái chính là cái uy tín nông sản của chúng ta, uy tín của trái cây chúng ta nó sẽ có lên, không những chỉ phục vụ cho dân nội địa, gần 100 triệu dân nội địa, nhưng cái chính là chúng ta xuất khẩu. Nắng như nung, bà con nông dân hoang mang vì mùa khô thiếu nước. Cây cà phê khô héo suy kiệt. Đã có đầu trâu mùa khô, giải pháp tối ưu cho cây cà phê. Đầu trâu mùa khô giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụng trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn giá rét. Đầu trâu mùa khô khởi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Thưa bà con, thưa các bạn, chương trình Cùng Đầu Trâu Làm Giàu kỳ này xin được kết thúc ở đây. Hy vọng những vấn đề chúng ta chia sẻ với nhau trong chương trình sẽ giúp ích cho bà con rất là nhiều để bà con có thể quản lý thật tốt vườn cây của mình, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế trên vườn cây của gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những chương trình sau.